những sai lầm trong kinh doanh online đó là mô hình cũ đang sai lầm nhiều người đang sử dụng ngoài kia đó là tìm kiếm khách hàng và bán hàng ở mô hình này tôi còn gọi là mô hình săn bắn chúng ta đi tìm kiếm khách hàng tiềm năng và bán hàng và có kết quả lệ chuyển đổi chỉ có 2% phần trăm chín phần trăm còn lại không giữ được khách hàng và vào tay đối thủ như vậy mô hình này đang còn rất nhiều người sai lầm và mô hình tôi đúng đó là là chúng ta cho đi trước và nhận về sau chúng ta gọi đó là mô hình trồng trọt ăn nuôi hàng ngày chúng ta sẽ gieo hạt trồng cây và hàng ngày tá phích khách hàng của chúng ta càng lớn lên như vậy ở chúng ta có data khách hàng hay còn gọi là traffic phích khách hàng người nào sở hữu data khách hàng nhiều thì người đó là người chiến thắng và chúng ta thu hút giữ chân và mở rộng đó là nguyên tắc cơ bản chúng ta cần phải có trong kinh doanh online